Từ cuối tháng 8 trở lại đây, chất lượng không khí đo được tại Hà Nội có nhiều ngày cho kết quả trong ngưỡng kém và xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đỉnh điểm là trong 2 ngày 26 tháng 8 và ngày 6 tháng 9, chỉ số chất lượng không khí AQI tại nội thành Hà Nội đo bằng các ứng dụng như là AirVisual hay BAME đều ở ngưỡng từ 151 đến 200, mức độ nguy hại cho mọi người. Lý giải về điều này, Tổng cục Môi trường cho rằng lượng bụi mịn PM2.5 tăng đột biến là do các hiện tượng khí tượng bất thường. Theo Tổng cục Môi trường, các tháng mùa hè là mùa mưa, thường là lúc chất lượng không khí tốt nhất trong năm. Tuy nhiên, vẫn có những thời điểm điều kiện khí tượng bất thường làm cho nồng độ bụi tăng cao. Kết quả quan trắc cho thấy vấn đề ô nhiễm không khí chủ yếu do bụi. Các thông số khác như SO2, NO2, CO, O3 vẫn cơ bản nằm trong giới hạn cho phép, trừ một số vị trí cục bộ nằm gần đường giao thông, thông số NO2 đã có dấu hiệu ô nhiễm. Những thời điểm nồng độ bụi tăng cao đột biến như đêm và rạng sáng ngày 26 tháng 8 cũng như ngày 6 tháng 9 có thể do thời gian này tương đối lặng gió, làm hạn chế việc luân chuyển chất ô nhiễm lên tầng cao. Nhiều nghiên cứu tại Hà Nội đã chỉ ra hiện tượng nghịch nhiệt là một trong các nguyên nhân chính làm cho nồng độ các chất gây ô nhiễm, đặc biệt là bụi PM2.5 tăng cao đột biến. Nghịch nhiệt là một hiện tượng của khí quyển xảy ra khi nhiệt độ của lớp khí quyển trên cao lớn hơn nhiệt độ của lớp khí quyển phía dưới. Điều này khiến bụi bị lơ lửng ở bề mặt đô thị, không thể phát tán lên cao nên khiến không khí thủ đô bị ô nhiễm hơn.